Nhớ đăng ký cho chú hai nha <laughs> Chồng tôi, chồng tôi tỉnh lại rồi Hả? cô là ai? Em là vợ anh đây Anh bất tỉnh 20 năm rồi 20 năm dài đằng đẵng Ngày nào em cũng ở cạnh anh 24 trên 24 Chỉ trừ những lúc đi vệ sinh Đi ăn, đi tắm, đi chơi, đi du lịch thôi Rồi là ở bên giữ chưa? Thế mà giờ tỉnh lại anh không nhận ra em sao? Tôi bất tỉnh 20 năm Tại sao cô lại có bầu? Anh bất tỉnh Nhưng mà thằng em của anh nó vẫn còn tỉnh Ủa? Nó ngày nào cũng đứng dậy chào cờ Em biết khi tỉnh lại Anh sẽ nghi ngờ Nên có video lưu lại đấy Sao nhiều file thế? Tuần đều đặn 3 lần liên tục Trong 20 năm Anh nhân lên xem Là bao nhiêu file? Aio Có khi nào trong 20 năm đó mình tỉnh dậy rồi nhưng bị con mẹ này nó dập cho bất tỉnh tiếp không ta Không chấp nhận việc chồng mất trí nhớ Boa quyết định thuê một chuyên gia vô học À, à alo, chuyên gia mất trí học Về để điều trị cho chồng Tôi cần xét nghiệm cứt À nhầm, nói vậy thì nó thô thiển quá Phân và nước tiểu của chồng chị Thưa chuyên gia, mất trí thì có liên quan gì đến cứt À, à lộn, phân và nước tiểu Mà lại phải đi xét nghiệm à giả sử chị đang xem phim ở rạp mà chị buồn ẻ sắp phọt cả ra quần thì chị còn tâm trí nào để xem phim tiếp nữa không ờ dạ không ạ đấy thế sao chị bảo mất trí không liên quan gì đến cứt hai ngày sau để xem nào cứt rất thối có vị béo ngậy đặc biệt mùi thịt bò rất rõ nước tiểu hơi khai có vị ngọt thanh kết quả này cho thấy não của chồng chị bị tổn thương nên chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi nếu được thấy và trải nghiệm lại một sự vật hiện tượng đã gây ấn tượng mạnh cho chồng chị trong quá khứ thì có thể trí nhớ của chồng chị sẽ được khôi phục ấn tượng mạnh à Thế thì là đêm tân hôn của hai vợ chồng tôi rồi cách đây 20 năm về trước vậy chị cho khôi phục lại phòng ngủ với nội thất và chăn ga gối đệm giống y hệt như 20 năm về trước nhé để tôi trải nghiệm với à à à lộn cho chồng chị dễ nhớ vâng ạ ngày hôm sau thưa chuyên gia phòng cưới đã được khôi phục xong rồi ai chả có cả dùi cui dây thừng roi điện Lòng sắt với cả sẽ toi cơ à? Dạ, y xì xì ngày xưa luôn ạ Ô thì sao không? không ổn rồi Có chuyện gì vậy ạ? À? Đồ đạc và không gian thì vẫn như ngày xưa Nhưng cái thứ quan trọng nhất thì lại không còn như xưa nữa Là cái gì vậy ạ? À? Không lẽ là lòng người ư? Không phải, là chị đấy Cách đây 20 năm thì của chị nó tròn Mà to như là trái bưởi Hả? Giờ nó như trái mướp rồi Làm sao mà chồng chị nhận ra cho được Vậy còn cách nào khác không chiến ra? Đưa chồng chị Đến chỗ làm của anh ấy ngày trước Gặp lại những người đồng nghiệp cũ xem sao Dạ chào chú Chồng cháu trước làm cùng văn phòng Với bác Đức Giờ cháu gặp bác Đức được không ạ Đớp cức À à, à lộn Đức cớp ấy hả Dạ vâng Đúng là Đức cớp đấy ạ Đi tò rồi Vì tội gì ạ Ăn chặn tiền của Nami Phải trốn vào tò Không Nami đấm chết Để... cho cháu gặp cô Đét được không ạ Đớp kiệt à à lộn Đét cớp ấy hả Dạ vâng Đúng là cô Đét cướp rồi đấy ạ Bị đuổi khỏi ngành rồi Vì tội gì ạ bắt Sanji quỳ kịch sức ngoài cửa lớp vì cái tội làm bánh sinh nhật hình Pikachu trong khi cô thích Sun Goku. Hả? Phương án gặp lại đồng nghiệp cũ, thất bại rồi. Còn cách nào khác không chuyên gia? Có chỗ nào mà chồng chị ngày xưa thường xuyên ghé thăm không? Quán karaoke tay viện ạ. Đặc biệt là mỗi lần vào đó, chồng tôi rất thích em Trinh và em Hương. Được, đưa chồng chị đi hát karaoke tay viện tìm hai em đó ngày hôm sau nữa. Dạ, con chào cụ ạ. Cụ cho con hỏi, cô Trinh còn công tác ở quán này hay không ạ? Chính từ ngày mà nó tham gia cuộc thi hoa hậu chân dài và đạt giải hoa hậu có đôi chân ngắn nhất thì nó nghỉ quán này chuyển qua làm hoa hậu luôn rồi. Vậy còn cô Hương thì sao ạ? À? Cô Hương thì mới nghỉ hưu xong về làm công tác ở địa phương làm trưởng ban phòng chống tệ nạn của thôn. Tóm lại là nghỉ hết rồi. Còn mỗi cụ là bám trụ với cái nghề. Không biết cô đây có muốn sơi không? <laughs> Ôi vợ ơi cứu anh cứu anh. Anh thả gặm xương với anh không ăn thịt mỡ đâu. <cười> <cười> muốn phục hồi trí nhớ cho chồng mà khó quá chồng ơi hai chục năm trôi qua rồi làm gì còn thứ gì nguyên vẹn như ngày xưa nữa chứ ơ ơ ơ cái nhà này cái nhà này trước đây anh từng phá đây mà chồng phá bằng cái gì chồng còn nhớ không chồng phá bằng con cu siêu bự à, à nhầm chưa thức elephant gun của chồng đấy <laughs> cuối cùng thì chồng cũng lấy lại được trí nhớ rồi trước đây hôn mê thì tuần ba phát giờ đã ba tuần rồi chưa được phát nào chồng bù đắp cho em đi thôi thôi tôi mệt lắm rồi cho tôi nghỉ ngơi dưỡng sức một cái đi mẹ. Á à, dám từ chối bà. Chắc còn là ông vẫn còn chưa quên lý do vì sao hơn 20 năm trước, ông bị hôn mê bất tỉnh đến bây giờ đâu nhé. Thôi, thôi thôi thôi, đền bù đền bù đền bù. Về tôi đền bù cho. Khổ.